Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Để tiếp nối video trước thì trong video này mình sẽ trình bày về các thuốc tác động trên hệ thần kinh thực vật. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Như chúng ta đã biết, dựa vào tác dụng dược lý thì hệ thần kinh thực vật được chia làm hai phần, đó là hệ cholinergic và hệ adrenergic. Trên cơ sở này thì chúng ta sẽ có hai nhóm thuốc chính đó là thuốc tác dụng trên hệ cholinergic và thuốc tác dụng trên hệ adrenergic. Đầu tiên là thuốc tác dụng trên hệ cholinergic. Trước khi tìm hiểu về các thuốc tác dụng trên hệ này thì chúng ta cần tìm hiểu về cơ chế vận chuyển acetylcholine tại tận cùng dây phó giao cảm với 6 bước chính. Đầu tiên, Colin được vận chuyển vào đầu tận cùng dây phó giao cảm nhờ năng lượng và chất vận chuyển phụ thuộc natri cộng Bước thứ hai với sự tác dụng của choline acetin sulfuray, choline và acetyl coenzyme sẽ tạo thành acetylcholine choline và được lưu trữ trong các nang đường kính khoảng 300 đến 600 angstrom ở ngọn dây cholinergic -er dưới thể phức hợp không có hoạt tính. Bước thứ ba, điện thế hoạt động là mở kênh canxi. Canxi 2 cộng vào tế bào giải phóng ra acetylcholine ra khe synap. Bước thứ tư, các acetylcholine này sẽ tác dụng lên các receptor cholinergic ở màng sau synapse, tạo tín hiệu dẫn truyền thần kinh. Đồng thời, một phần acetylcholine tự do sẽ liên kết với các receptor trước synapse, có tác dụng ức chế giải phóng acetylcholine ra khe synapse. Bước thứ năm, acetylcholine bị thủy phân mất hoạt tính dưới tác dụng của cholinesterase để thành cholin và acetic. Bước cuối cùng Colin lại quay trở lại tham gia tổng hợp acetylcholine. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các receptor trên hệ cholinergic. Hệ cholinergic có hai receptor đó là muscarinic hay hệ M và hệ nicotinic hay hệ N. Đúng như tên gọi của nó, hệ M sẽ có ái lực cao đối với muscarin và hệ N sẽ có ái lực cao đối với Nicotin. Hệ muscarinic có 5 thụ thể đó là M1, M2, M3, M4 và M5. Các thụ thể nhóm này thì đều là các thụ thể liên kết với protein G. Các bạn có thể xem lại thụ thể liên kết với protein G ở video dược lực học. Cụ thể, thụ thể M1 có mặt ở các hạch thực vật, trung ương thần kinh, có tác dụng kích thích phospholipase tác động trên protein GQ để tạo IP3 và DAG giúp làm tăng canxi 2 cộng trong cytosol kích thích gây khử cực hạch tự chủ. Thụ thể M2 và M4 thì có mặt ở tim xoang nhĩ, nút nhĩ thất và tâm thất, hoạt hóa trên kênh ca cộng ức chế adenosine cyclase tác dụng trên protein GI nó có tác dụng kích thích làm chậm và kéo dài khử cực ở nốt xoang nhĩ, rút ngắn điện thế hoạt động và giảm co bóp tâm nhĩ, giảm dẫn truyền nút nhĩ thất và giảm nhẹ co bóp tâm thất. Thu thể M3 thì lại có mặt ở cơ trơn và các tuyến tiết. Nó tác dụng trên protein Gq khi kích thích gây co thắt cơ trơn và tăng tiết ở các tuyến. Ví dụ như là cơ trơn ở trong mắt, đường tiêu hóa và tuyến mồ hôi. Hệ nicotinic có hai thụ thể đó là N1 và N2. Thụ thể N1 có ở các hạch thần kinh tùy thượng thận và thần kinh trung ương, kích thích cây cử cực hạch thần kinh tự chủ tùy thượng thận tăng tiết catecholamine. Thụ thể N2 có mặt ở tấm động thần kinh cơ khi kích thích, tấm động thần kinh cơ bị khử cực dẫn tới các cơ vân co lại. Phần cuối cùng là các thuốc tác dụng trên hệ cholinergic. Các thuốc trong hệ cholinergic này thì được chia làm hai nhóm chính đó là các thuốc kích thích hay cường vó giao cảm và các thuốc ngừng hãm hay ức chế hệ vó giao cảm. Đầu tiên các thuốc kích thích hệ cholinergic. Các thuốc trong nhóm này lại chia ra làm ba loại đó là kích thích trực tiếp, kích thích gián tiếp có hồi phục và kích thích gián tiếp không hồi phục. Phần thứ nhất là các thuốc kích thích trực tiếp. Các thuốc này thì chính là các thuốc kích thích hệ muscarinic và hệ nicotinic. Các thuốc trong nhóm này đơn giản là có cơ chế tác động giống như acetylcholine bằng cách liên kết với hệ M và hệ N. Đầu tiên là acetylcholine, nhưng vì acetylcholine bị phá hủy rất nhanh trong cơ thể bởi cholinesterase nên ít được dùng trong lâm sàng. Nó được sử dụng để làm giãn mạch trong bệnh tím tái đầu chi hoặc có biểu hiện hoại tử nhìn chung acetylcholine khi tiêm bắp tĩnh mạch hay dưới da sẽ làm giảm cung lượng tim, giảm nhịp tim, giảm huyết áp và còn được sử dụng làm co đồng tử mắt sau một ca phẫu thuật mắt. Thứ hai là các ba cấu trúc tương tự như acetylcholine nhưng thời gian tác dụng kéo dài hơn do tránh được tác dụng của cholinesterase. Thuốc này chủ yếu dùng để chữa bệnh tăng nhãn áp. Ngoài ra nó còn làm chậm nhịp tim trong các cơn nhịp tim nhanh kịch phát, rối loạn tuần hoàn nội biên trong các biểu hiện táo bón, trướng bụng và bí tiểu sau mổ. Thứ ba là pilocarpin. Giống như thuốc trên, nó được dùng trong điều trị tăng nhãn áp. Ngoài ra, nó còn có tác dụng làm tăng tiết nước bọt, mồ hôi và tăng nhu động ruột. Thứ tư là muscarin. Muscarin thì có nhiều trong nấm độc mạnh hơn acetylcholine 5-6 lần và không bị cholinesterase phá hủy. Tuy vậy, muscarin thì không được dùng để chữa bệnh, có thể gặp ngộ độc muscarin khi ăn phải nấm độc. Nó sẽ làm đồng tử mắt co, xui bọt mép, mồ hôi nênh láng, khó thở do khí đạo co thắt, nôn ọe ỉa chảy, đái dầm, tim đập mạnh, hạ huyết áp, vân vân. Và cuối cùng trong nhóm này đó là Betaneco, là dẫn xuất chọn lọc trên ống tiêu hóa và tiết niệu, thuốc được dùng trong điều trị chứng bụng đầy hơi và bí đái sau mổ. Tiếp theo là các thuốc kích thích gián tiếp có hồi phục. Các thuốc trong nhóm này chính là các thuốc phong tỏa cholinesterase có hồi phục làm mất hoạt tính của enzyme nên làm bền vững acetylcholine nội sinh. Chúng kết hợp với cholinesterase nhưng không tạo thành phức hợp bền vững, cuối cùng vẫn bị thủy phân và enzyme được hoạt hóa trở lại. Đầu tiên là physostigmine. Đây là thuốc độc bảng A, thuốc dễ hấp thu và thấm được cả vào thần kinh trung ương, thuốc được dùng để chữa tăng nhãn áp hoặc kích thích tăng nhu động ruột thứ hai là edrophonium là một chất tổng hợp nó có tác dụng trên bàn vận cơ vân là thuốc giải độc cura loại tranh chấp với acetylcholine tác dụng của thuốc này thì ngắn hơn prostimine được dùng trong bệnh nhược cơ thứ ba là prostimine là chất độc bảng a thuốc có tác dụng nhanh ít tác dụng phụ trên mắt tim và huyết áp được chỉ định tốt trong bệnh nhược cơ bẩm sinh vì thiếu hụt acetylcholine ở bản vận động cơ vân nó còn được dùng trong các trường hợp như teo cơ, liệt cơ, liệt ruột, bí đái sau mổ, nhỏ mắt chữa bệnh tăng nhãn áp và chữa ngộ độc cura loại tranh chấp với acetylcholin. Cuối cùng trong nhóm này đó là glantamin là chất độc bảng A và chỉ định giống như prostimin. Phần cuối cùng trong nhóm thuốc này đó là các thuốc kích thích gián tiếp không hồi phục. Các thuốc này kết hợp với cholinesterase chỉ ở vị trí ester, enzyme bị phosphory hóa nên rất bền vững, khó bị thủy phân để hồi phục trở lại. Đòi hỏi cơ thể phải tổng hợp lại colinesterase mới. Vì vậy tích lũy được nhiều acetylcholine ở toàn bộ hệ cholinergic từ vài ngày tới hàng tháng. Thuốc trong nhóm này thì chỉ có diisopropylphosphate viết tắt là DEF được dùng nhỏ mắt chữa bệnh tăng nhãn áp các dẫn xuất khác thì được dùng làm thuốc trừ sâu như TEPP, parathion, vân vân, hoặc sử dụng làm hơi độc chiến tranh như sarin, soman, tabun, vân vân.